Trong bối cảnh mưa bão lớn vẫn đang tàn phá, Nhật Bản lại tiếp tục phải đối mặt tiếp với hiểm họa từ ngọn núi lửa Aso của nước này bắt đầu phun trào từ ngày hôm qua. Đây là một trong những ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới. Sáng hôm qua, ngọn núi Aso nằm trên đảo Kyushu thuộc tỉnh Kumamoto, phía tây nam Nhật Bản đã bắt đầu rung chuyển và phun những cột khói bụi cao tới 2 km. Chính phủ Nhật Bản đã phải họp khẩn để đánh giá tình hình và thiết lập các biện pháp ứng phó. Cảnh sát, sở cứu hỏa và lực lượng quốc phòng đã được phái đến hiện trường để đánh giá tình hình. Chúng tôi muốn kết hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố và chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA đã nâng mức độ nghiêm trọng của vụ phun trào lên cấp 3, tương đương với việc các khu vực trong bán kính 2 cây số xung quanh núi Aso là nơi nguy hiểm. Cũng theo GMA, không hề có cảnh báo trước về sự hoạt động trở lại của núi lửa Aso. Tại thời điểm núi lửa hoạt động, đã có một số người dân đứng ở một bãi đậu xe gần đỉnh núi, nhưng rất may họ đã được sơ tán kịp thời và an toàn. Chính quyền nước này cũng cảnh báo du khách phải tránh xa khu vực núi Aso, hủy bỏ các chuyến bay đến địa điểm du lịch nổi tiếng này. Nhật Bản là quốc gia nằm trên vành đai lửa, với hơn 100 núi lửa đang hoạt động. Vào tháng 9 năm ngoái, ngọn núi lửa Otake bất ngờ hoạt động trở lại đã khiến 63 người thiệt mạng. Đây được xem là thảm họa núi lửa tồi tệ nhất trong gần 90 năm qua của Nhật Bản.